ở mình đang nói nhá, ở cấp độ cao nhất là ở đây mình hay gọi là kỹ thuật trưởng, thì các bạn có thu nhập nó dao động được khoảng từ 20 đến 25 triệu là trung bình một tháng. Vâng, anh cho hỏi một chút là hiện tại thì mức lương của các bạn sửa chữa xe máy mới ra trường và ra trường sau khoảng từ 2 năm thì là có thay đổi như nào ạ? Thường thường các bạn mới ra trường ấy thì bên mình là thực việc các bạn một tháng và lương khởi điểm là 5 triệu. Trong khi đấy bọn mình hỗ trợ cho các bạn ăn và ở. Còn nếu mà lương xe máy ấy, mà nó dao động từ 1 đến 2 năm thì lương các bạn thu nhập trung bình khoảng tháng 10 triệu. Với góc độ mà mình đã có cái làm nghề 25 thì tức là ngoài một cái người thợ làm xe máy, ngoài cái kỹ năng nghề là anh học nghề xong này, anh đi thực hành này và anh kinh doanh nghề, thì có một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng là cái kỹ năng mềm. Là cái kỹ năng gì? Là anh trao đổi với khách hàng, nói chuyện với khách hàng lưu loát và làm sao truyền tải cho khách hàng để khách hàng người ta hiểu được cái mà mình muốn làm cho khách hàng. Tức là cái đó gọi là cái kỹ năng mềm. Đấy, tức là cái kỹ năng tự tin. Tự tin để nói, ví dụ nói chuyện với khách hàng. Đấy, hoặc là nói chuyện với rất nhiều khách hàng. Đấy, thì theo mình là nó phải có hai cái để quyết định thành công. Việc thứ nhất là kiến thức và kinh nghiệm. Việc thứ hai là kỹ năng mềm, là dám nói trước khách hàng mình và cho khách hàng mình biết được là cái mình muốn làm cho họ, muốn giúp đỡ họ. Thì để khách hàng người ta cảm nhận được là mình mong muốn giúp đỡ khách hàng thì các bạn sẽ thành công. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em.